Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sơ Gia Ban hàng Nhật Âu. Giới thiệu cho mọi người thêm một em đồ decor, đồng hồ gọi là đồng hồ cũng được mà đồ chơi decor cũng được. Em Multi Glass. Thì hôm qua cũng đã quay clip mã em nhớ là mã 81 mấy gì đó. Thì có cũng là một chú chim yến như này nhưng mà màu sắc khác, thì hôm nay lại là một em khác. Cái kiểu này thì nó hơi dài, mình để ở trên những cái chỗ mà tủ kệ hay là những cái chỗ mà phù hợp, cái kiểu dài dài như này thì mình trưng rất là đẹp. Hôm qua thì cái kích thước của em chim này nó cao hơn 40, hình như là gần 40, còn em này là cao chỉ 21 cm thôi. Thực tế ở ngoài nhìn cực kỳ đẹp và bắt mắt bởi vì những cái màu sắc pha lê của Manti họ làm rất là công phu, bởi vì cái màu sắc cũng như là cái cách thổi đây rất là có hồn. Khi mà nhìn cái chú chim này nhìn rất là thật. Em này thì ở ngoài là màu hồng hồng, rồi trên đây là màu đỏ này, cực kỳ sang. Cái kích thước của chiếc đồng hồ là 33, ngang là 33, cao là 21. Em này thì là hàng còn hộp, nguyên hộp, các bác đem biếu tặng rất là phù hợp. Đây là như là những cái làn khói nhỏ làm rất là đẹp, tinh tế. Bác nào mà kiểu thích chơi đồ pha lê hay là thích những cái kiểu màu sắc như này thì trưng những em này cực kỳ ok. Ngoài cái mẫu Multi Glass này ra thì shop còn rất là nhiều những cái mẫu đồng hồ Multi Glass khác, hoặc là những cái dáng đồng hồ khác. Mọi người có thể tham khảo qua Facebook Sơn Japan hàng Nhật hoặc là truy cập web hangjapan.vn, đồng hồ xưa.vn. Cái mã của em chim biến này đó là 822. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.